trên đây là hộp Lego. Lego này là hộp Lego nhỏ, chỉ có 612 mảnh ghép thôi. Nhìn có vẻ đơn giản đấy, đèn đầu tiên bắt đầu mình chơi logo, à chơi Lego. Đầu tiên mình chơi luôn đấy, không biết là nó có khó không. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào lắp ghép thử xem sao nhé. Để sang một bên trước mắt, mình sẽ để sang một bên. Đọc qua thì hướng dẫn này xem sao nhá mọi người. Đọc qua xem nào. Bắt đầu nhá. Mình nghe người ta nói là lắp logo nhiều sẽ bị đau đầu ngón tay ấy. Nên thôi, mình cứ đeo găng tay vào. Đấy, mình đeo găng tay vào cho nó đỡ đau. Đeo găng tay vào lắp ráp cho nó đỡ đau. Tại vì cái logo này mình thấy nó tương đối là các, nó khá là nhiều cái hình nhỏ, toàn là hình nhỏ thôi. Toàn là hình nhỏ, cái nhỏ nó không đến 1 cm cơ. Khả năng cao là mình bắt tay vào làm luôn nhỉ mọi người nhỉ. Mọi người cùng xem nhé, cùng bắt đầu xem nhé. Bởi vì là lần đầu mình lắp logo ấy, là lắp Lego ấy, nên là mình hơi bối rối, mình còn chưa định hình ra cái nào là cái nào cơ mọi người ạ. Chưa định hình ra luôn ấy. Mình phải lọc, mình nhặt các thứ xong rồi mình bắt đầu mình nhìn sang bên kia này, hơi rối mắt. Đấy, lần đầu chơi Lego là như vậy đấy mọi người ạ. What the hell? Cứ đua đòi đủ đẳng cơ, nhưng mà thực sự luôn mình nhìn mọi người ấy, nhìn người ta ấy, có những cái bộ sưu tập Lego ấy, một bộ sưu tập Lego nào thì gấu các thứ này tranh ảnh siêu nhân siêu nhỏ mình rất là thích. Đấy, nên là mình cũng thử xem sao. Nếu như mà nó không khó như mình nghĩ thì mình sẽ làm một cái bộ sưu tập. Mọi người ủng hộ mình nhé. Cái khúc này là mình để lên cái bàn này, mình để lên cái bàn nên là nó hơi bị rung ấy. Đấy, rất là khó. Lúc mình nhấn xuống nó bị rung bàn ấy, nên là máy quay cũng bị rung luôn. Đấy, và khúc sau thì nữa mình đi mình đổi bàn mình để sang một chỗ khác chắc chắn hơn. Mình nắm tự tin hơn đấy. Này, cái khúc này là mình bắt đầu mình ráp xong cái mảnh ghép đầu tiên rồi này. Mình ghép xong cái mảnh ghép ở dưới chân nó rồi nhá mọi người nhá. Đấy, cũng mất tương đối lâu vậy, lần đầu mình ghép như này. Mình ghép xong cái mảnh ở chân thì cũng thành rơi vào đâu khoảng độ gần 10 phút nha mọi người. Rất là rối mọi người. Cái khúc này là mình sợ là cam nó bị rung ấy, nên là mình cầm lên tay mình ghép. Thế thực sự cầm lên tay ghép rất là khó, như để xuống bàn nhá, mình ghép và mình ấn vào phát là nó vào luôn đấy mọi người. Để lên tay này mình ấn mình phải căn nữa thứ nó không có một cái điểm phạm để điểm bằng để mình ấn vào ấy, mọi người. Đấy, thành ra rất là khó. Mọi người thấy không? Mọi người thấy lúc mình ấn xuống bàn là cam nó bị rung không? Đấy. Mình chỉ nghĩ là sang trang sai tập 2, sai tờ 2 này, sang bước 2 này thì mình chỉ lắp ba cái bên trên thôi, chứ mình không lắp cái trên cái trục màu xanh kia đấy mọi người ạ. Đấy, loay hoay một lúc cái nào mình đi ra ngoài xong rồi mình vào nhìn loay hoay một lúc mình nhìn lại tiếng này thấy ra là cái mảnh dưới cùng này này, bên trên này cái mảnh có màu này, màu xám màu trắng ở trên này, chúng ta mình để là nó phải lắp nha mọi người. Đấy, thành ra mình bảo lắp vào thế quái nào lúc ráp ba cái mảnh vào lại thấy thiếu, hoặc sao cái tay của con chuột này nó lại ở tận mãi lại sát cái chân là như thế nào nhỉ. Cái khúc này là ghép bắt đầu ok, bắt đầu gò tay dưới mọi người ạ. Nhưng mà thực sự mọi người ơi, thực sự luôn ấy, ghép rất là mỏi luôn mọi người ạ. Thực sự đến tầm này ngồi một lúc lâu rất là mỏi lưng, ngồi là phải tập trung vào ghép nhìn cái cạnh của cái Lego này nó rất là bé để mình đưa vào ấy mọi người, nó rất là bé luôn ấy.
được một nửa rồi mọi người, ghép được một nửa rồi đấy, rất là cố gắng, rất là cố gắng luôn. Em mới ghép được tầm đấy mọi người, lúc ấy em phải ngồi đến khoảng 30 phút rồi ấy, tập trung 30 phút rồi, rất là mà rất là mỏi mắt luôn mọi người, nhưng mà không sao á. Cái khung này mọi người ạ, cái khung này nhá, tôi không hiểu tại sao khi mà tôi ghép cái mũi vào, tôi ghép cái mũi màu đỏ này, cái mũi màu đỏ này mọi người ạ, ghép cái mũi vào mình thấy cái đường thẳng nó không được thẳng, nó cứ cong 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 cong. Ngồi đây một lúc không hiểu tại sao mà lại như vậy, đến lúc ráp vào bên trên cái mảnh kia cũng không thể nó không vừa. Mãi về sau mới nhìn ra, đấy, mãi về sau mới nhìn ra là cái rãnh của nó mình lắp quá bị quá mất một rãnh, mọi người ạ, quá một rãnh đấy nhá, mình ghép vào này, tôi ghép vào này không thể nào vừa nổi. Một lúc một lúc không hiểu tại sao mà nó lại như thế, xong bắt đầu một lúc sau mới vỡ ra. Mọi người thấy không? Đấy, lúc này tôi mới vỡ ra này. Lúc này mới vỡ ra là nó bị thừa một cái rãnh, tôi lắp trên một cái rãnh, hình ra nó bị như thế mọi người. Đấy, bây giờ tôi tháo ra, lắp vào ngon đơn luôn. Đấy. Đến khúc này tôi thiếu cái tay. Bắt đầu tôi thấy là thiếu cái tay, không biết là cái tay của nó đâu. Lúc này tôi bắt đầu ghép những cái phần trên đầu của nó rồi mọi người ạ. Lúc này ghép rất là nhanh luôn ấy, lúc này vào tay rồi tôi cảm thấy tôi vào tay tôi ghép rất là nhanh. À, xong rồi đó tôi mới ghép được một lúc rồi tôi mới vỡ ra một điều là như khi mà ghép logo ấy, mình ghép theo kiểu vòng xoay. Mình sẽ ghép xoay vào phần vòng tròn từ bên phải sang bên trái đến cái điểm kết thúc. Thank you.
mua bình thường ấy, cái tôi thấy ở trên mạng người ta có cái búa ấy, để người ta ghép, người ta gõ vào ấy. Chứ tôi không có vừa mua bộ hình nhỏ này, tôi không có búa. Đấy, thành ra khi mà ghép vào thì cứ bấm dí này, nó bị trượt lên trượt xuống, rất là khó chịu mọi người. Sau 1 tiếng 30 phút của tôi ngồi cả buổi trưa em mọi người ạ. Rất là mỏi, rất là đau lưng mọi người ạ. Nhưng mà khi hoàn thiện ấy, cảm thấy rất là vui mọi người ạ. Ok, xin chào mọi người nha. Hẹn gặp mọi người ở video lần sau nhé mọi người.